Em Hiền xin được kính chào các bác anh chị đang theo dõi video. Trong video báo giá ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác anh chị nhà mình 12 mẫu bếp ạ. Tất cả thuộc vào những cái dòng bếp ga nội địa Nhật, an toàn và tiết kiệm ga, tự động ngắt lửa và tự động khóa ga, chống cháy nồi và chống rò rỉ ga nhé. Những cái chiếc bếp bên nhà em thì gọi là bếp hàng dùng lứa thôi ạ. Độ mới còn đạt từ 95 cho đến 99% độ mới, độ đẹp của bếp ạ. Anh chị quan tâm đến sản phẩm bên nhà em Hiền gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại 0979205323 hoặc kết nối với em Hiền qua Zalo cũng bằng số điện thoại 0979205323. Những cái chiếc bếp em đưa lên sóng là những cái chiếc bếp hàng dùng lứt, và với cái chính sách bảo hành bên nhà em là bảo hành như một chiếc bếp mới luôn, bảo hành 1 năm miễn phí. Sau 1 năm bảo hành miễn phí thì bên em có hỗ trợ kỹ thuật chọn đời bếp cho các bác anh chị nhà mình. Ngày hôm nay thì một cái video này vẫn là được gọi là tri ân giảm giá cho các bác anh chị nhà mình trong video ngày hôm nay thôi nhá. Trong những chiếc bếp trong video ngày hôm nay đó, tất cả đều được giảm giá 200.000 đồng trên một sản phẩm ạ. Anh chị nhà mình quan tâm đến cái chiếc bếp nào thì cứ gọi điện thoại trực tiếp cho em nhé, hoặc kết nối với em qua Zalo 0979205323. Chiếc bếp số 1 ngày hôm nay lên cho các bác anh chị nhà mình là một chiếc bếp mang thương hiệu là Zinai. Dòng này là dòng mặt kính phun chức năng và phun inox. Riêng với cái chiếc bếp này là hàng VIP, hàng cao cấp nhé. Với độ mới của chiếc bếp này là 97-98% độ mới, độ đẹp của bếp ạ. Mặt kính thì nó luôn luôn là VIP rồi, phun chức năng và phun inox cho em này, đẹp long lanh chưa. Hai đồng hồ riêng biệt của bếp có thể hẹn giờ, đồng thời cả bếp nấu và lò nướng luôn. Giá của chiếc bếp này là 4.900.000 đồng này. Ngày hôm nay được giảm 200.000 đồng, nó sẽ còn là 4.700.000 đồng ạ. Bao ship rồi, kiểm tra bếp, test bếp rồi mình thanh toán cho bên vận chuyển ạ. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn đúng không các bác anh chị ơi. Với cái dòng bếp ga nội địa Nhật thì khi mà chúng ta đun nấu thì bếp nó luôn luôn nó có cái tim cảm biến nhiệt như thế này này. Nó sẽ đo nhiệt độ của đáy nồi. Khi mà nhiệt độ đã đạt ngưỡng 250 độ C, bếp sẽ tự động ngắt lửa và tự động khóa ga. Hoặc là trong nồi đun nấu đồ ăn, khi mà đã cạn nước rồi chúng ta quên không tắt bếp, bếp này nó là cũng sẽ tự ngắt lửa, tự khóa ga cho chúng ta. Những cái chiếc bếp đầu video này là em đang lên những cái chiếc bếp gọi như là những cái sản phẩm cao cấp, dòng VIP, dòng phun chức năng nhá. Mặt kính phun chức năng và phun inox cho em này, đẹp chưa? Viền inox, kiềng inox, thoát hơi chắn dầu mỡ, rồi khai vị nướng cũng sẽ là bằng inox cho em nhá. Rất là đẹp, rất là VIP luôn. Đấy, dòng này là dòng VIP, dòng cao cấp anh các bác anh chị nhà mình ạ. Quá đẹp, quá xuất sắc rồi. Với cái dòng này thì chúng ta dùng có nghĩa là 25 30 năm độ bền của bếp, đẹp như thế này luôn. Đấy, lửa thì xanh chưa? Lửa rất là xanh. Với cái lửa xanh như này thì nó sẽ tiết kiệm ga này và nó không bị điên nồi liêm nồi nhá. Em sẽ test thử mọi tính năng của bếp này, hoạt động rất là trơn tru. Đây là điều chỉnh nhiệt độ của bếp nhá. Chế độ đun nước sôi tự ngắt và sẽ là ngắt sau 5 phút cho em này. Chế độ 3S để duy trì cái ngọn lửa khi mà chúng ta rang đồ khô. Chỉ bao giờ mà rang đồ khô thì chúng ta mới nên kích hoạt nó lên nhá. Đây, bên này thì có chế độ nấu cơm và hầm cháo này. Có hẹn giờ của bếp nấu nhé, tối đa thì mình hẹn được 90 phút và tối thiểu hẹn 1 phút. Tăng thì ấn dấu cộng mà giảm thì ấn dấu trừ cho em ạ. Đấy, lò nướng 2 tầng lửa và có hẹn giờ của lò nướng đây. Cũng tăng thì dấu cộng mà giảm dấu trừ cho em. Khai vị nướng thì bằng inox không dĩ như thế này đây. Anh chị nhà mình, bây giờ thì em sẽ test đến lửa của lò nướng để anh chị nhà mình xem nhé. Lửa lò nướng lại rất là xanh này. Lửa lò nướng rất là xanh. Lò nướng thì sẽ là dòng lò nướng 2 tầng lửa cho em nhé. Qua mẫu bếp số 1 rồi, bây giờ em sẽ đến mẫu bếp số 2 ngày hôm nay nè. Báo giá lại chiếc bếp số 1 ngày hôm nay 4,9 triệu đồng, giảm 200 còn 4.700.000 đồng ạ. Chiếc bếp số 2 ngày hôm nay thì sẽ là dòng khủng long mặt đá. Với cái dòng khủng long mặt đá này là cái phân khúc VIP cao cấp nhất của nhà Paloma bây giờ nhá. Khủng long mặt đá, cái chiếc bếp này thì có cái bo viền bằng mạ chrome, nhưng mà cái viền màu bạc như này, bo chi lửa của dòng này thì bằng đồng đúc nguyên khối như này nhá. Quá đẹp chưa? Đẹp xuất sắc luôn. Kiềng là kiềng bằng hợp kim thép chống rỉ, kiềng bản dày bản rộng cho em nhé. Với cái dòng khủng long mặt đá này là cái phiên bản cao cấp nhất của nhà Paloma bây giờ rồi nha. Chiếc bếp này thì giá của nó là 5.300.000 đồng. Thì riêng với cái chiếc bếp này em có giảm cho mình là 300.000 đồng, nó sẽ còn là 5 triệu đồng chẵn. Mặt kính, mặt đá phun chức năng
Với cái chiếc bếp này thì có thể hẹn giờ được cả hai bếp nấu và hẹn giờ được cả lò nướng luôn. Lò nướng thì vẫn là hai tầng nữa, có chế độ nấu cơm và hầm cháo của bếp này. Điều chỉnh nhiệt độ sẽ từ 140 lên 200 độ C. Có chế độ 3S để duy trì ngọn lửa khi rang đồ khô. Có chế độ đun nước sôi tự ngắt nhé. Khay vỉ nướng thì bằng inox dày dặn như thế này đây anh chị này. Dòng này là dòng VIP, dòng cao cấp nhất của nhà Paloma bây giờ nhá. Nếu như các bác anh chị nhà mình muốn dùng một cái chiếc bếp cao cấp mà dòng mặt đá thì chúng ta sẽ lựa đến cái phiên bản cao cấp như này. Khủng long mặt đá giá 5.300.000 đồng. Ngày hôm nay thì là cái ngày cuối cùng nhá, sẽ là ngày cuối cùng trong tháng sẽ được giảm giá thôi. Chỉ trong tháng thì chỉ có 2 ngày duy nhất, mùng 1, mùng 2 là giảm giá. Thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Anh chị nào mà xem video này thì đừng bỏ qua những cái chiếc bếp hôm nay ạ. Sang chiếc số 3. Chiếc số 3 ngày hôm nay thì vẫn là dòng mặt kính phun chức năng và phun inox. Chiếc bếp này thì ngày thường giá của nó là 4.500.000 đồng. Thì ngày hôm nay nó sẽ được giảm 200.000 đồng, nó còn 4.300.000 đồng nhá. Mặt kính phun chức năng và phun inox. Em đưa lên thì nhiều cái khung giá thành này và nhiều cái tông màu để cho mình lựa chọn nhá. Viền inox, kiềng inox, thoát hơi lò nướng, khay vị nướng cũng bằng inox cho em ạ. Đẹp như thế này. Với mỗi chiếc bếp thì nó có một cái ưu điểm khác nhau. Với cái chiếc bếp này thì nó có hẹn giờ được cả hai bếp nấu, hẹn giờ được cả lò nướng. Và lò nướng thì sẽ là hai tầng lửa, có chế độ đun nước của cả hai bếp luôn nào. Có chế độ 3S để duy trì ngọn lửa khi rang đồ khô. Điều chỉnh nhiệt độ sẽ từ 140 lên 200 độ C. Chế độ nấu cơm và hầm cháo cho em nhé. Đẹp như thế này. Mà ngày hôm nay bây giờ nó chỉ còn có 4.300.000 đồng thôi. Tất cả bếp thì em có bao lưới chống chuột này. Các bác anh chị nhà mình nhận bếp về thì chỉ việc gọi như là cắm dây ga vào và sử dụng nữa thôi. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn rồi. Qua 3 mẫu bếp VIP rồi, đến mẫu bếp số 4 ngày hôm nay thì cũng VIP không kém nào. Chiếc bếp số 4 ngày hôm nay là mang thương hiệu Zinai S63 GTE S63 nhé. Vẫn là phân khúc cao cấp này. Với cái chiếc bếp này giá của nó là 4.000.000 đồng. Thì ngày hôm nay nó chỉ còn có 3.800.000 đồng rồi. Ngày hôm nay nó chỉ còn có 3.800.000 đồng rồi này. Vẫn hẹn giờ được cả hai bếp nấu, hẹn giờ được cả lò nướng. Vẫn hẹn giờ được cả hai bếp nấu và hẹn giờ được cả lò nướng. Lò nướng thì sẽ là dòng lò nướng 2 tầng lửa cho em nhé. Em sẽ để kiềng zin của bếp đây này. Lò nướng thì sẽ là dòng lò nướng 2 tầng lửa này. Vẫn hẹn giờ được cả hai bếp nấu, hẹn giờ và lò nướng nhá. Đây, hẹn giờ hai bếp nấu, hẹn giờ của lò nướng, chế độ đun nước nấu cơm hầm cháo này. Điều chỉnh nhiệt độ thì từ 140 lên đến 200 độ C ạ. Có chế độ 3S để duy trì ngọn lửa khi chúng ta rang đồ khô nhé. Giá của chiếc bếp này ngày hôm nay sau khi giảm 200.000 đồng nó chỉ còn là 3.800.000 đồng. Anh chị nhà mình xem like khi mà mua bếp thì nhớ nhắc em là đã xem ở trên cái video này để mình được giảm giá nhé. Chứ không nhắc em là em không biết là mình đã xem video này là mình sẽ không có được giảm giá. Em sẽ tính theo cái giá ngày thường là 4.000.000 đồng đấy ạ. Dạ, bây giờ thì sẽ qua chiếc số 5 nào. Số 5, số 6 ngày hôm nay là cái phiên bản dòng không lò nướng. Thì với cái phiên bản dòng bếp không lò nướng, giá thành của nó sẽ cao hơn. Cái dòng có lò nướng là 300.000 đồng trên một bếp. Cho nên là anh chị nhà mình mua thì mình cũng nên cân nhắc nhé. Em giới thiệu gọi như là rất là thật tâm luôn. Mình cũng nên cân nhắc xem là mình muốn mua cái dòng có lò nướng hay là mình muốn mua cái dòng không lò nướng để mình đặt mua. Nhưng mà đổi lại với cái thiết kế đơn giản, thứ nhất là lau chùi dễ dàng, thứ hai là sử dụng cũng rất là dễ dàng luôn. Vâng, và độ bền của nó dòng này thì cực kỳ cao luôn. Ví dụ như cái dòng bếp có lò nướng mình dùng được 25 năm thì dòng này phải 35-40 năm nhá. Đấy là cái ưu điểm lớn nhất của dòng không lò nướng. Và lau chùi thì dễ dàng, sạch sẽ. Và với cái thiết kế đơn giản như này, rất nhiều những gia đình chúng ta đã có lò vi sóng, nồi chiên không dầu, hoặc là không muốn dùng một chiếc bếp có lò nướng vì chỉ muốn dùng một cái chiếc bếp cơ bản, nhưng mà lại là bếp phải là bếp ga nội địa Nhật có tự động ngắt lửa, tự động khóa ga, thì chúng ta sẽ thiên về cái dòng bếp không lò nướng như này ạ. Giá của dòng bếp không lò nướng dao động từ 2.300.000 đồng lên tới những cái chiếc là 3.300.000 đồng. Thì đây, chiếc bếp số 5. Chiếc bếp số 5 ngày hôm nay giá của nó là 3.300.000 đồng nhá. Với cái dòng không lò nướng này hoàn toàn là dòng mặt men zin của Nhật nhá. Mặt men là men zin của Nhật nào. Được sản, chiếc này là được sản xuất tháng 11 năm 2022. 3.300.000 đồng thì ngày hôm nay nó chỉ còn có 3.100.000 đồng thôi. Ngày hôm nay nó chỉ còn có 3.100.000 đồng này. Chiếc này là màu nâu cà phê nhá. Nhà em thì có 3 màu này, màu
màu nâu cà phê này, màu đen này, và cả một cái màu sáng như thế này này, cái tông màu sáng như này này. Chiếc này là khách chốt rồi, em đang để bên dưới. Nếu như anh chị cần cái chiếc màu như này thì em sẽ ra bên ngoài em bóc vào nè. 3.300.000 đồng, giảm 200 nó còn là 3.100.000 đồng nhá. Đẹp như bếp mới luôn. Cái dòng này thì quá là đẹp rồi này. Chiếc số 6, giá này là giá tầm trung thôi. Chiếc số 6 này là 2.700.000 đồng nhá. Chiếc số 6 này là 2,7 triệu đồng này. Tất cả đều là gọi như là đạt tới 97-98% nhá. Có những chiếc là đạt tới 99%. Tại vì hàng bên nhà em là hàng dùng lướt mà. Rồi ạ. Đã qua 6 mẫu bếp rồi. Bây giờ em sang mẫu số 7 nào. Số 7 ngày hôm nay là mang thương hiệu là Paloma. Dòng này là dòng thím nhấn đề, nhưng mà dòng này là dòng đa chức năng cho em nhá. Dòng này là dòng đa chức năng, và bếp thì sẽ là bếp nguyên bản và nguyên zin cho em này. Dòng đa chức năng, với cái dòng này ngoài tính năng nấu và nướng an toàn ra, bếp còn có phím điều chỉnh nhiệt độ 180 độ C, có cả phím hầm ạ. Có điều có chế độ 3S để duy trì ngọn lửa khi rang đồ khô. Phiên bản này là cái phiên bản cao cấp của dòng đa chức năng, dòng bếp đời cao đấy. Đời 2021 ạ. Giá của chiếc bếp nguyên bản nguyên zin đa chức năng này là 3.800.000 đồng ạ. 3 triệu, dạ không em nhầm ạ, 3.600.000 đồng nhá. 3.600.000 đồng thì được giảm 200 nó còn 3.400.000 đồng ạ. Nguyên bản và nguyên zin, dòng đời cao và đa chức năng cho em nhá. Qua chiếc số 7 rồi, em báo giá nhanh thôi để anh chị nhà mình xem, chúng ta không mất nhiều thời gian nè. Chiếc số 7, chiếc số 8 ạ. Số 8 ngày hôm nay là mang thương hiệu Zinai, sử dụng bằng phím nhấn đề và đời cao, đời 2022. Giá của bếp là ngày thường là 3 triệu đồng, thì ngày hôm nay nó sẽ còn là 2,8 triệu đồng nhá. Một cái buổi, một cái video cuối cùng để tri ân giảm giá trong tháng, cho nên là em sẽ lên gọi như là khá nhiều mẫu bếp để cho mình lựa chọn, và khá nhiều cái khung giá đấy. Giá của ngày thường cái chiếc Zinai đời 2022 này là 2 triệu 3 triệu đồng, thì ngày hôm nay nó còn 2.800.000 đồng nhá. Chiếc bếp số 8 rồi ạ. Đây, đời cao nhá, mang thương hiệu Zinai. Và tất cả những cái dòng phím nhấn đề thì nó đều thêm một cái tính năng nữa là khóa trẻ em. Có nghĩa là để như này là mình ấn sử dụng được đúng không? Nhưng mà khi gạt cái khóa sang này, khi gạt cái khóa sang, bếp không sử dụng được nữa, gọi là tính năng khóa trẻ em cho em ạ. Dạ. Giá của chiếc bếp số 8 ngày hôm nay đời 2022, sau khi được giảm 200 nó còn 2,8 triệu đồng ạ. Chiếc số 9 nè, chiếc số 9 ngày hôm nay vẫn là mang thương hiệu Paloma, nhưng mà sử dụng bằng phím vặn ạ, sẽ được sử dụng bằng phím vặn. Hai bếp nấu và một lò nướng vẫn dùng kết hợp luôn. Bếp được sản xuất tháng 11 năm 2021, gọi như là cuối năm 21 và đầu năm 22, thì giá của nó vẫn là 3 triệu đồng, nhưng mà được giảm 200 nó còn 2,8 triệu đồng nhá. Giảm 200 thì nó vẫn là còn 2.800.000 đồng đấy. Rồi anh chị nào mà quan tâm đến cái chiếc bếp nào thì cứ để lại cho em, gọi cho em qua điện thoại hoặc Zalo 0979205323. Số điện thoại em hiền thì chạy ở suốt quá trình video rồi nhá. Đã qua đến những cái phân khúc cao cấp và những cái chiếc bếp đời cao rồi, bây giờ thì quay sang đây để giới thiệu đến các bác anh chị nhà mình ba mẫu bếp cuối cùng là dòng đời chung cho em nhé. Dòng đời chung nhưng mà hàng dùng lướt, chất lượng quả đạt 97-98% nè. Chiếc bếp số 10 ngày hôm nay mang thương hiệu là Paloma. Dòng này là sử dụng bằng phím vặn, hai bếp nấu và một lò nướng. Với cái chiếc bếp này thì gọi như là nó đạt được đến 96%. Đạt tới 96-97% độ mới độ đẹp của bếp này. Em sẽ đánh lửa thử lên anh chị nhà mình xem nhá. Lửa của cái dòng này thì lại cực đẹp luôn anh chị này. Đấy, lửa rất là xanh, rất là đẹp luôn nhá. Bếp bên nhà em ở cái khung giá nào và ở đời nào thì bếp đều là dòng hàng dùng lướt thôi ạ. Giá của chiếc bếp này ngày thường của nó là 2.500.000 đồng, thì ngày hôm nay sau khi được giảm giá rồi nó chỉ còn có 2.300.000 đồng thôi ạ. 2.300.000 đồng nhá. Tất cả những cái dòng bếp ga nội địa Nhật này thì nó có một cái đặc điểm chung, đấy là về độ an toàn đều sẽ là tự ngắt lửa và tự khóa ga, chống cháy nồi và chống rò rỉ ga. Mọi trường hợp mất lửa thì bếp đều tự động khóa ga ngay nhá. Một cái chiếc bếp mặt men đẹp như thế này nè, giá ngày hôm nay nó chỉ còn có 2.300.000 đồng thôi nhá. 2.500.000 đồng thì ngày hôm nay nó còn có 2.300.000 đồng thôi. Anh chị nhà mình không có nghe nhầm đâu, đây là giá của chiếc bếp số 10 ngày hôm nay ạ.
Em sang chiếc số 11 nhá. Số 11 ngày hôm nay thì mang thương hiệu Zinai này, có nghĩa là nó bằng giá cái chiếc Paloma số 10 này, nhưng mà em đưa lên hai cái thương hiệu để cho mình nhiều sự lựa chọn đấy. Có nghĩa là loại nào cũng có. Thì cái chiếc số 11 ngày này nó cũng đồng giá nhau, 2,5 thì giảm 200, nó còn 2,3 triệu đồng nhá. Nó còn là 2 triệu 300 ngàn đồng ạ, chiếc số 11 ạ. Đồng giá nhau với cái chiếc số 10 này các bác anh chị ạ. Em sang chiếc cuối cùng là chiếc số 12. Chiếc bếp số 12 này là dòng đa chức năng. Dòng đa chức năng thì cái chiếc bếp này giá của nó sẽ là 2 triệu 800 ngàn đồng. Thì ngày hôm nay nó còn là 2 triệu 600 ngàn đồng thôi. Ngày hôm nay nó sẽ còn là 2 triệu 600 ngàn đồng thôi. Đa chức năng thì có chiếc này là có chế độ nấu cơm và hầm cháo này, điều chỉnh nhiệt độ từ 160 lên 200 độ C ạ. Có chế độ 3S để duy trì ngọn lửa khi rang đồ khô nữa. Là chiếc cuối cùng, chiếc số 12 này giá bây giờ nó còn 2 triệu 600 ngàn đồng nhá. Một chiếc bếp mặt men dòng đa chức năng đẹp như này ạ. Dạ vâng, em Hiền đã qua 12 mẫu bếp rồi. Là qua cái 12 cái sự lựa chọn, đủ những cái khung giá, đủ những cái phân khúc cho anh chị nhà mình lựa chọn rồi. Anh chị nhà mình ưng cái chiếc bếp nào gọi ngay cho em nhé. Dạ vâng, và em Hiền xin phép được tạm dừng video ngắn ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bác anh chị nhà mình trong những video tiếp theo ạ. Vào khung giờ buổi trưa và buổi tối hàng ngày là cái khung giờ em Hiền sẽ đăng tải video của mình lên kênh ạ.